Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), tối ngày 31 tháng 5, thành phố đã ghi nhận thêm 51 trường hợp nghi nhiễm mới trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm tính từ 27 tháng 5 đến nay là 200 ca. Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng sinh hoạt tại địa chỉ 415 xoẹt 8 xoẹt 4 Nguyễn Văn Công, Bốc, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã xác minh được 55 trường hợp có tham dự, phát hiện 40 trường hợp dương tính với virus sars cov 2 72,7%. Từ chùm ca bệnh này đã lây lan cho 151 trường hợp khác, trong đó 104 trường hợp là tiếp xúc gần F1 với các ca bệnh thuộc hội thánh, cùng nhà, bạn bè, làm việc cùng công ty, cùng tòa nhà, và 47 trường hợp là tiếp xúc vòng 2, F2. Như vậy, cho đến nay, có tổng cộng 191 trường hợp liên quan đến hội thánh này. Ngoài ra, ghi nhận thêm 4 ca bệnh là tiếp xúc gần của các ca bệnh thuộc hội thánh phát hiện tại tỉnh Bạc Liêu, Bình Dương, Đắk Lắc và Long An. Có 9 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm hai vợ chồng cư trú tại Tân Phú được phát hiện tại bệnh viện Hoàng Mỹ. Thành phố tiếp tục tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các khu vực liên quan ca nhiễm. Thành phố cũng đánh giá mầm bệnh có thể đã có trong cộng đồng.